Rồi, xin chào tất cả mọi người ha, đã quay lại với kênh YouTube Viễn thông Nguyễn Khang ha. Chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm camera, thiết bị an ninh ha, hệ thống bảo trợ, hệ thống wifi, marketing. Sau đây hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cài đặt con camera wifi KB1 của hãng KB Vision. Đã có mã là KNH21WD. Đây là sản phẩm vừa ra mắt vào tháng 12 năm 2021 ha. Một sản phẩm rất là mới mẻ, có nhiều ưu điểm. Đầu tiên, để cài được cái con camera này thì các bạn tải ứng dụng KB Quan ha. Sau khi tải xong thì mình sẽ đăng ký một cái tài khoản trên cái ứng dụng này. Ở đây tôi đã có cái tài khoản đã đăng ký. Để cài đặt được con camera này, ta chọn phía cái góc phải trên cùng có dấu cộng ha. Chọn quét mã QR. Cái mã QR này thì các bạn phía sau con cam nó sẽ có nha. Các bạn rồi. Sau khi quét mã QR xong, ta chọn bước tiếp theo. Rồi, ta chọn bước tiếp theo. Chọn OK. Các bạn lưu ý thì những dòng camera wifi hiện nay chỉ chạy với chuẩn là 2.4 ha. Đến bước này ta chọn cái wifi của nhà mình, sau đó ta nhập cái password vô, rồi ta chọn bước tiếp theo. Rồi, thiết bị nó báo là đang được kết nối với đám mây. Vui lòng chờ trong giây lát. Trong quá trình mà thiết bị kết nối với đám mây, tôi xin điểm sơ về cái thông số của con camera này. Dòng camera này là dòng camera cố định, có thể bắt trần, tường, để bàn, hỗ trợ hồng ngoại lên đến 10 mét, đàm thoại hai chiều, và đặc biệt góc nhìn của nó là khá rộng, lên đến 104 độ ha. Ngoài ra nó còn hỗ trợ những các tính năng thông minh như báo chuyển động qua điện thoại. Riêng dòng này thì nó chỉ hỗ trợ chuẩn nén, là nó được trang bị chuẩn nén là H264. Tuy nhiên, dòng H264 này thì việc lưu trữ nó cũng khá là lâu, nên là các bạn cũng yên tâm trong việc sử dụng ha. Sau khi cài đặt xong, ta sẽ mở camera lên. Đầu tiên từ phía bên trái sang phải thì đây là cái biểu tượng là xem hoặc dừng camera, cái chức năng của nó. Còn đây là mình có thể xem từ 1 đến 4 camera cùng lúc. Đây là mình chọn hình ảnh HD, khi mà HD thì nó sẽ nét hơn ha. Và được ưu điểm là camera này nó được trang bị là âm thanh đàm thoại hai chiều, thì ở đây cái phần này á đó, mình sẽ nghe được âm thanh của, ví dụ mình đi xa chẳng hạn, mình có thể mở âm thanh lên, mình giám sát nhà cửa con cái ha. Rồi bước chỗ speak speak đây mình có thể là cho phép đàm thoại từ xa ha. Alo alo. Alo alo.
Alo. Alo, alo. Phần xem lịch sử lưu hình trở lại thì ta chọn click vào ha. Ở đây nó hỗ trợ là lưu đám mây và lưu thẻ nhớ. Tuy nhiên cái việc mà lưu đám mây thì khá là chi phí là cao. Nên chúng ta sẽ tiết kiệm chi phí thì chỉ lưu thẻ nhớ thôi ha. Ví dụ như dòng sản phẩm này nếu mua tại cửa hàng Viễn thông Nguyễn Khang thì chỉ có với giá là 600 ngàn. Và các bạn được mua ưu đãi cái thẻ nhớ từ 150 ngàn trở lên. Đó. Về cái phần cài đặt thêm cho một cái điện thoại khác á, thì rất là đơn giản. Ta chỉ cần tải ứng dụng đó, ứng dụng Cable One, sau đó đăng ký tài khoản và ta vào một cái góc phía phía mũi tên này. Ở trên cùng, góc phải trên cùng, tôi chọn chia sẻ thiết bị đi. Rồi, chọn dấu cộng. Ở đây là mình nhập cái số điện thoại hoặc là cái mail mình đã đăng ký cái tài khoản trước đó. Về phần tính năng thì ở đây nó vẫn hỗ trợ cái tính năng là phát hiện chuyển động ha, báo động qua điện thoại, phát hiện con người, lịch trình, rồi về phần độ nhạy, rồi vùng hoạt động. Và có một ưu điểm nữa, nó hỗ trợ là bật chống ngược sáng ha, cái phần HDR này. Đó, ví dụ như ta lập ta lắp những cái vị trí như là từ trong qua ngoài nhìn ra cửa, thường nó sẽ bị ngược sáng, thì ta kích hoạt cái chế độ này lên. Đó, thì nó sẽ giảm hạn chế được cái ngược sáng của cái hình ảnh. Về cái phần lắp đặt, ví dụ như mình có thể lắp ốp trần chẳng hạn, thì cái hình ảnh nó sẽ bị ngược, thì ta vào cái phần thêm này, nó có cái mục xoay hình ảnh, thì ta bật lên thì cái hình ảnh sẽ được xoay ngược chiều. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này ha. Chúc các bạn thành công ha.